Chân Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 68 Ngũ Tuyệt Ma Dương, nguyên tác Thượng Hoàng Định, diễn và đọc Chân Vũ. Nhận ra con Long Mã thì nhận ra chàng hay. Và Đơn Dương Tử đã thấy con Long Mã rồi, dù chàng không xưng tên họ lão cũng thừa hiểu. Đợi cho Độc Cô Thanh Tùng đi xa rồi, lão thở dài luôn mấy tiếng, rồi lẩm nhẩm như nói với chính mình. Độc Cô Thanh Tùng, người xuất hiện trên giang hồ là thiên hạ võ lâm biết bao nhiêu người trở thành quan hồn giả quỷ. Người sẽ thoát được sự bao vây của toàn thế võ lâm không? Khi công đạo nói lên tiếng nói của nó rồi, thì công phẫn thành hình, sát kiếp hải hùng khai diễn khốc liệt như thế nào, thực không thể nào mà lường được. Lão lắng nghe tiếng ngựa hí vang lên trong đêm dài vắng lặng, lồng lộng giữa vùng đồi núi Quan Lương. Tiếng ngựa hí càng lúc càng nhỏ dần, một hồi lâu rồi tắt liền. Lão lắc đầu thở dài, đưa ánh mắt mơ màng nhìn sao trời, đoạn phóng mình chạy đến ngôi nhà cỏ thu dọn thi hài Kim Thầm Tử. Rời Nga Mi Sơn đi được hai ngày đường, Độc Cô Thanh Tùng đến một thôn nhỏ gồm độ 500 nóc nhà. Chàng nghe lòng đã đói. Thôn không lớn, trong toàn thôn chỉ có một ngôi quán duy nhất, không còn chọn lựa được nữa. Chàng xuống ngựa bước vào gọi rượu thịt, vừa ăn uống vừa phát quả cuộc hành trình sắp tới. Bỗng nhiên chàng nghe tiếng gió ngựa rầm rập từ ngoài ô thôn vọng đến. Đoàn ngựa chạy về hướng tây, đồng thời một con ngựa khác rẽ vào trong thôn, đến ngang ngồi quán thì dừng lại. Một tên hán tử áo tím từ trên mình ngựa nhảy xuống chạy sòng sọc vào. Chưa đến nơi, mồm đã quang quang, giọng thô tục cọc cằn lên này: chủ quán đâu, dọn rượu ra đây mau lên. Người ở trong quán biết ngay gặp phải tay không vừa, cũng lăn xăng chạy ra chạy vào. Kẻ mang rượu, người mang thức nhắm dọn lên bàn. Rượu thuộc loại tốt lâu năm. Hán tử trông thấy sáng mắt lên, hai tay nâng nguyên giò, nghiêng miệng nóc kêu ừng ực. Là một hơi chừng như đã khác lắm rồi, hắn đặt giò rượu xuống bàn, khà mấy tiếng tán thưởng: tuyệt, tuyệt. Bỗng hắn đảo mắt nhìn ra cửa, thấy con Long Mã ngậm cỏ nơi lề đường. Hắn cả kinh thất sắc, hắn mất vẻ bình tĩnh rú lên thất thanh: hầu dân cái tuyết, hầu dân cái tuyết, trời! Hắn lung túng thế nào, quờ tài đụng một cái bát, bát rơi xuống nền vỡ tan, kêu xoảng một tiếng lạnh. Rồi như một cơn lốc, hắn lao nhanh người ra cửa, hấp tấp nhảy lên lưng ngựa toàn chạy đi. Độc Cô Thanh Tùng dĩ nhiên nhận ra hắn là một nhân vật trong Huyết Ma Bang. Dạng hốc hách của hắn chứng tỏ hắn cũng thuộc vào hạng hương chủ trở lên, hay một thuộc hạ quan trọng trong tổng đàn. Chàng để một nụ cười lạnh, nhẹ nhàng cất tiếng gọi: bằng hữu làm gì mà dội vậy chứ? Ít ra cũng phải nhớ thanh toán tiền rượu rồi mới đi đâu đi chứ. Đại hán giật mình quay lại, thấy chàng từ trên ngựa tụt xuống như cái yên có thoa dầu trơn. Hắn đứng chết lặng như pho tượng. Hắn há mồm ra nhưng không thốt được tiếng nào. Độc Cô Thanh Tùng cười thành tiếng nói: bằng hữu làm gì mà dội vậy? Tôi tưởng bằng hữu chưa được đã khác chứ. Vào đây mà làm thêm mấy chén nữa đi, không lẽ vừa gặp nhau phải tránh mặt nhau hay sao? Đại hán như bị thôi miên riêu riếu đi vào đến trước bàn của chàng. Hắn bỗng nhũn người ra rồi quỵ đôi chân xuống. Không té, hắn sợ mà té quỵ xuống, hắn tự động quỵ. Trong mặt hắn lúc đó không khác gì mất đi thần sắc. Độc Cô Thanh Tùng nhẹ đưa tay nâng hắn lên rồi cười thốt: rượu đây, uống đi bằng hữu. Ta phải mừng bằng hữu mấy chén mới phải lẽ chứ. Chàng nâng bình rượu rót ra chén đưa cho hắn. Hắn đưa hai tay tiếp lấy nâng lên miệng liền. Tay hắn run rẩy quá độ lại đổ trợt rượu ra ngoài hai bên mép, phần còn lại chỉ còn vào mồm một chút ít mà thôi. Độc Cô Thanh Tùng như không nhìn thấy giả lính quýnh sợ hãi của hắn. Chàng cất tiếng hỏi: bằng hữu có việc gì mà vội vã vậy chứ? Định đi đâu? Sợ chậm trễ ư? Đại hán riêu riếu nói: phía trước, trước mặt đây thôi. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười: trước mặt? Mà ở đâu mới được chứ? Ở địa phương nào? Nhà ai?
Đại Hán Áo Tím cố gắng lắm mới thốt nên lời. Ôn Gia Trang, tại nhà Càn Khôn kiếm Ôn lão đầu. Độc Cô Thanh Tùng ạ lên một tiếng rồi nói. Ôn Gia Trang, chừng như bằng hữu không đi một mình ha. Đại Hán gật đầu nói. Đồng lắm, có đến 8 người do Kim Bài Lăng Quân hướng dẫn. Độc Cô Thanh Tùng giật mình nói. Như vậy là có mang Kim Bài lệnh theo chứ? Đại Hán gật đầu. Dạ có. Độc Cô Thanh Tùng chú mắt nhìn hắn rồi nói. Việc gì quan trọng đến đổi phải mang Kim Bài lệnh theo vậy? Gương mặt Đại Hán biểu lộ vẻ thống khổ quá rõ rệt. Hắn dò dự mãi chừng như cảm thấy khó nói quá. Nhưng không nói thì không xong với chàng. Độc Cô Thanh Tùng quát mắt bắn tinh hoàng chiếu thẳng vào mặt hắn rồi nói. Cứ nói đi, không có việc gì đâu, ta bảo đảm cho bằng hữu đó. Đại Hán còn lại vì mình lâm vào trường hợp khó xử. Nói ra, chưa chắc gì sau này mình được yên dơi thượng cấp, mà không nói thì hiện tại cái khổ đến liền. Cuối cùng hắn bắt buộc phải khai ngay. Ôn lão đầu tại Ôn Gia Trang có hai thanh kiếm tên là Càn Khôn Song Kiếm. Kiếm quý báu vô cùng. Kiếm đó chém sắc như chém bùn. Bất cứ loại kim khí nào, châu ngọc nào cũng rắn nhất ở trên đời cũng không có chịu nổi một nhát Càn Khôn Kiếm. Đế quân mấy phèn xài phái thuộc hạ đến mượn dùng, xong đều bị lão từ chối. Vì vậy mà Kim Bài lệnh đến Ôn Gia Trang bắt buộc Ôn lão đầu phải hiến kiếm. Nếu lão không hiến, Kim Bài Lam quân sẽ dùng đến võ lực đoạt đâu. Độc Cô Thanh Tùng cười thầm chàng nghĩ. Vậy là Du Văn Tuấn đến hồi mạc dẫn rồi, nên tin này mới tới tay của ta đây. Chàng đứng lên vẫy tay sang Đại Hán và nói. Bằng hữu có thể đi được rồi. Nhưng nếu người thông minh một chút thì bằng hữu sẽ không bao giờ tiết lộ đã gặp mặt ta ở đây. Nên nhớ là mình còn gặp nhau nữa đó, tại Ôn Gia Trang nha. Đại Hán Áo Tím gật đầu lia lịa, dội ra đến cửa rồi thoát lên mình ngựa đi liền. Độc Cô Thanh Tùng gọi chủ quán thanh toán tiền xong, chàng cũng lên ngựa theo sau. Không bao lâu chàng đã thấy bọn Áo Tím lố nhố 7-8 người đang rong ngựa ở phía trước. Chúng phi ngựa có vẻ dội dàng lắm. Chàng sợ mất hút, chàng dội thúc gối vào hông của con Hồng Vân Cái Tiết, gấp gió đuổi theo liền. Nhưng không đuổi thẳng, chàng hoành cương ngựa rẽ sang ở bên đường, bọc một vòng quanh rồi lên ngang với chúng cách khoảng xa xa. Chàng sợ chạy theo ắt chúng nghi ngờ thành hỏng mưu sự. Không lâu sau chàng đến trước một thôn trang. Trang diện có vẻ khả quan lắm. Quanh trang diện có tường cao bao bọc. Điều đó chứng tỏ trang chủ là một tay có hạng trong võ lâm, từng tạo nên ân oán trong giang hồ, nên sợ biến cố bất ngờ thiết lập một hệ thống phòng vệ quá kiên cố. Độc Cô Thanh Tùng xuống ngựa tìm chỗ cho con Long Mã ẩn dạng, đoạn tự mình giở quỷ ảnh vô hình, lao đi như một làn khói, qua đầu tường vào bên trong trang diện. Dĩ nhiên là trong trang không một ai trông thấy chàng. Chàng cứ lướt qua lướt lại một lúc. Đền tòa đại sảnh nhìn trước nhìn sau, chàng leo mình đeo vào một cây xuyên nằm yên lặng. Không lâu lắm có tiếng vỗ ầm ầm vào cửa trang, rồi một giọng nói cao ngạo hống hách vang lên. Càn Khôn Kiếm Ôn lão đầu, mau ra đây tiếp Kim Bài lệnh của Võ Lâm Thánh Tôn. Một tên trong trang bỗng hấp tấp chạy ra nhìn một thoáng lại hấp tấp chạy vào, dáng dấp của hắn kinh hoàng khủng khiếp vô tưởng. Hắn gọi ầm lên. Lão già ơi, lão già, lão già à, có người gọi lão già ra tiếp Kim Bài lệnh ở ngoài kia kìa. Một lão già có một bộ râu thưa bạc trắng hiện ra, bước đi ung dung vững chắc, dòng theo hành lang đến thẳng đại sảnh và hỏi. Ôn trường nhân, có việc gì mà ngươi kêu ầm lên vậy hả? Bình tĩnh một chút không được à? Giọng nói của lão vừa trầm vừa ổn, chứng tỏ lão có một tinh thần kiên định vô song. Tên Trang Đinh còn thảo mạnh lặp lại. Bên ngoài có người gọi lão già ra tiếp Kim Bài lệnh. Lão già lùi nhanh hai bước cao giọng dục. Việc quan trọng như vậy phải mở cổng trang ngay. Tên Trang Đinh dâng một tiếng lớn toan quay mình chạy đi. Bỗng một tiếng ầm vang lên, dường như là tiếng cánh cổng đã bị phá vỡ.
Tiếp theo đó là giọng nói của Du Văn Tuấn hoang hoang vọng vào. Ôn lão đầu, người đóng cửa tự tuyệt kim bài lệnh, biết tội như thế nào không? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu than thầm. Trời ơi, cái thanh danh của sông Phi Khách gian lừng một thời, ta tưởng tạo một sự nghiệp giang hồ như vậy cũng phải vào nguy ra tử lắm phen. Thế mà hôm nay lại bị hai thằng nghịch tử làm cho tiêu tan như mây khói rồi. Đáng thương hại cho người vô cùng, mà cũng đáng hận cho chúng vô cùng. Chàng nhìn xuống thấy Càng Khôn Kiếm Khách họ Ôn đứng tại trung ương sảnh đường, mặt trắng nhợt, người cứng như tượng gỗ. Lão đứng lặng một lúc lâu rồi bỗng lão gào lên. Thôi thế là hết. Trên giang hồ còn ai dám nói đến hai tiếng công đạo nữa không? Chừng như lão đã quyết định xong. Thái độ của lão đã dứt khoát, mặt không còn trắng nhợt nữa. Những đường gân hằn lên rõ rệt. Lão bật một chuỗi cười giòn, cười cho đến suýt vỡ nóc tòa đại sảnh. Lão hét lên. Vạn Cực Đế Quân chưa đăng quang tự vị, sao lại dám xưng là Võ Lâm Thánh Tôn chứ? Chòm râu bạc lơ thơ của lão không gió mà đưa qua đưa lại rung rời. Lão đã tức giận quốc khí tràn hông, làm cho đứng sững tóc râu, làm cho rung chuyển mọi đường gân thớ thịt. Trong khi có tiếng chân thình thịch vang lên, rồi thì một bọn áo tím hiện ra, đi đầu là Du Văn Tuấn. Trong đến đại sảnh, trên tay của Du Văn Tuấn hiển nhiên là có cầm chiếc kim bài lệnh. Hắn chưa kịp mở miệng bỗng có thấy có tiếng y phục lào xào. Một thiếu nữ độ 17-18 tuổi xuất hiện từ hậu đường tiến lại đại sảnh, đứng một bên âu trang chủ. Du Văn Tuấn thoáng đưa mắt nhìn nàng rồi hất hàm hỏi. Cô nương là ai đây? Càn Khôn Kiếm Khách họ Ôn đáp thay. Là con gái của lão phù, Ôn Tú Cầm. Du Văn Tuấn ạ lên một tiếng, đoạn đưa cao kim bài lệnh lên. Võ Lâm Thánh Tôn truyền lệnh Càn Khôn Kiếm Khách trang chủ Ôn Gia Trang. Dưới chân núi Ngà Mì phải hiến ngài đồi kiếm báo. Kim bài Lan Quân Du Văn Tuấn này có phận sự là phải tiếp nhận kiếm và bắt luôn cả người. Thốt xong rồi Du Văn Tuấn điểm phớt một nụ cười rồi hỏi. Ôn Hoàng Khai, người có nghe ta nói gì không? Càn Khôn Kiếm Khách Ôn Hoàng Khai đổi sắc mặt liên tiếp, thoạt xanh, thoạt trắng, thoạt hồng. Qua phút giây nặng nề, đột nhiên Ôn Hoàng Khai bỗng cao giọng nói. Càn Khôn Kiếm là vật phòng thân của Ôn Hoàng Khai, có thể nào khinh thường rời xa nó để nạp cho người khác chứ? Du Văn Tuấn bật cười cuồng ngạo. Ôn lão đầu, ta xem ra ngươi vẫn còn ngoan cố lắm. Lệnh của đế quân còn ai dám chống lại chứ? Đừng nói là hai thanh kiếm, nếu là mạng sống của ngươi, ngươi cũng phải cúi đầu hiến nạp. Nghe hắn nói, thiếu nữ đứng bên cạnh của Ôn Hoàng Khai trợn tròn đôi mắt rồi hét to. Côn đồ, câm miệng lại ngay. Ta xem ra người chưa đến đổi là một kẻ hoàn toàn mất gốc. Tại sao ngươi lại? Du Văn Tuấn cười giòn chẩn lời của nàng. Cô nương ơi, nếu cô nương chưa muốn có cuộc phân ly giữa cha và con, thì cô nương nên khuyên nhủ lão ấy ngoan ngoãn một chút đi. Thanh kiếm dù sao cũng không thể ngang giá trị với một mạng người được đâu. Ông Tú Cầm rút thanh trường kiếm bên mình ra. Thanh kiếm theo đà tay chạm vào vỏ, bật thành tiếng xoảng rợn cả người. Nàng hét lớn nói, côn đồ, hãy xem vật này sửa trị ngươi. Bàn tay của nàng khẽ lắc, mũi kiếm vẽ thành một đóa hoa sáng. Đóa hoa đó bay vút đến Du Văn Tuấn. Du Văn Tuấn khẽ dịch thân mình sang ngang, rồi gương mặt trầm ngay xuống. Càn Khôn Kiếm Khách Ô Hoàng Khai sợ con gái thọ hại vì sơ suất, vội hét lớn, Cầm Nhi không nên vọng động, mau vào trong lấy kiếm ra đây cho cha. Ông Tú Cầm rú lên, trời, gia gia. Ông Hoàng Khai quát, chớ có nhiều lời, hãy nghe lời ta, đi nhanh lên đi. Du Văn Tuấn cười lạnh, ta chỉ tưởng ngươi không chịu vào kiếm chứ. Ông Hoàng Khai phẫn nộ cùng cực, Vạn Cực Đế Quân chưa đăng hoàng tự vị, lại tự mình phát động kim bài, làm như vậy không sợ giang hồ cười chê cho hay sao? Du Văn Tuấn biểu môi hừ một tiếng rồi nói, người to gan bào lớn, dám buông lời xúc phạm đến đế quân. Đoàn hắn cao giọng quát, huynh đệ đâu, còn chờ gì không hạ lão ấy cho ta. Tám tên đại hán áo tím đứng ở sau lưng hắn lập tức nhào tới ôm chặt Ôn Hoàng Khai vào người. Ôn Hoàng Khai đảo tròn đôi mắt, mấy sợi râu thưa dựng ngược, lên giọng gằn nói,
Nếu các người dám chạm đến Ôn Hoàng Khai này thì đừng hòng có Càn Khôn kiếm qua tay. Vô Văn Tuấn hừ lạnh nói: Người có biện pháp gì giữ kiếm khỏi hiến nạp hả? Lão thất phu, ta cho người biết, hôm nay người không hiến kiếm thì Ôn Gia Trang này sẽ biến thành bình địa. Ôn Hoàng Khai rùng mình nói: Trời! Vô Văn Tuấn tiếp lời: Người cho rằng chúng ta không dám tận diệt toàn nhân số ở đây hay sao? Độc Cô Thanh Tùng nghe Du Văn Tuấn buông lời tàn độc, chàng sôi động quyết khí lên. Chàng còn dằn được nữa hay sao? Chưa kịp phát tác thì Ôn Tú Cầm đã mang kiếm ra. Nàng vừa đặt chân lên hành lang để tiến vào đại sảnh, Độc Cô Thanh Tùng bỗng sanh ra một ý nghĩ, vội buông mình đáp xuống. Ôn Tú Cầm kinh hoàng kêu lên: Người! Nàng chưa dứt câu thì Độc Cô Thanh Tùng đã xịt nhẹ một tiếng, đoạn lên tiếng thốt: Cô nương bình tĩnh, ta là một kẻ xuất hiện để giải nạn cho gia gia của cô nương. Xin trao kiếm cho ta, ta sẽ thay cô nương mang ra cho. Ôn Tú Cầm trố mắt nhìn chàng, chân thì lùi lại mấy bước. Ngươi là ai? Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ nói: Tạm thời cô nương đừng tìm hiểu vội ta là ai. Ôn Tú Cầm lùi lại một bước nữa, đôi mắt đẹp của nàng mở lớn nhìn chồng chọc vào chàng. Nàng phát giác ra chàng trai anh tuấn trước mặt của nàng có võ công kỳ diệu. Võ công đó biểu hiện rõ rệt trong ánh mắt sáng ngời của chàng. Khi nhìn của chàng kinh khiếp quá, nghiêm lạnh quá. Ánh mắt đó cũng biểu lộ rõ rệt chánh khí của một con người hành hiệp trọng nghĩa. Tuy nhiên nàng vẫn còn ngại ngại. Làm sao? Nàng run giọng nói: Nhưng ta có biết ngươi là ai đâu, thân hay thù chứ? Độc Cô Thanh Tùng cố trấn an nàng và nói: Ta là kẻ qua đường, thấy sự bất bình ra tay can thiệp, có thế thôi. Ôn Tú Cầm vẫn do dự như cũ. Người nói thế làm sao ta tin được, ít ra ta cũng phải biết tên họ của ngươi chứ. Độc Cô Thanh Tùng suy nghĩ một chút rồi nói: Ta là Độc Cô Thanh Tùng, cô nương có nghe tên họ của ta chứ? Ôn Tú Cầm thất sắc lùi thêm ba bước nữa. Ngươi là Độc Cô Thanh Tùng, trước kia là Liệt Mã Cuồng Sanh, hiện giờ là Quyết Ảnh Tử. Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên gật đầu: Đúng vậy. Ôn Tú Cầm không nói gì thêm nữa, mà nàng còn có gì để nói chứ? Mặt chàng là Liệt Mã Cuồng Sanh, mặt chàng là Quyết Ảnh Tử, miễn chàng là kẻ cừu địch với Quyết Ma Bang là đủ rồi. Nàng trao ngay đôi kiếm Càn Khôn cho chàng và dặn dò: Đừng giết chết chúng nha. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ: Tại sao? Nàng đáp nhanh: Giết chết chúng là gây đại họa cho Ôn Gia Trang đó. Chàng trêu: Vậy là cô nương có ý tha cho chúng, mặc dù chúng đã vô lễ với lệnh tôn. Nàng gật đầu nói: Đuổi chúng đi là tốt nhất. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười phát một cử chỉ trấn an nàng rồi thốt: Ta sẽ làm cho chúng từ nay không dám bén mảng đến Ôn Gia Trang nữa. Rồi chàng đi ngay vào trong đại sảnh. Dù Văn Tuấn trông thấy chàng từ xa rồi, hắn đã biến hẳn sắc mặt. Nhưng hắn là một kẻ tinh xảo gian hoạt vô cùng, vội quát bọn thuộc hạ: Bắt lão già này ngay! Chính hắn động thân trước hơn bọn thuộc hạ. Càn Khôn kiếm khách Ôn Hoàng Khai hét lớn: Các người dám vô lễ với ta! Hai cánh tay vung ra, lão tận dụng toàn công lực tu vi suốt mấy mươi năm dài, đánh ra hai chưởng khí thế không kém phần mãnh liệt kinh hồn. Bọn Du Văn Tuấn bắt buộc phải lùi lại một bước. Vừa lúc đó thì một tràng cười cuồng ngạo vang lên. Một bóng màu tro chớp lên bên cạnh Càn Khôn kiếm khách Ôn Hoàng Khai. Đã có thêm một người đứng đó, luôn mồm cười giòn. Bảy tên đại hán trong tám tên cùng rú lên một lượt: Quyết Ảnh Tử! Tên thứ tám mặt như màu đất, lùi nhanh về phía sau. Độc Cô Thanh Tùng dứt tràng cười hét lớn: Đứng lại tất cả cho ta! Bọn Quyết Ma Bang như những người ra, đôi chân run run cơ hồ xích sẫm xuống. Chúng luôn mồm rú lên: Quyết Ảnh Tử! Quyết Ảnh Tử! Ôn Tú Cầm theo sau Độc Cô Thanh Tùng đã đến nơi. Đứng bên cạnh của Càn Khôn kiếm khách Ôn Hoàng Khai, nàng thấp giọng thốt: Dạ dạ, y sẽ giải nguy cho mình. Y là Độc Cô Thanh Tùng, mình nên để y xử trí với bọn chúng. Càn Khôn kiếm khách Ôn Hoàng Khai không còn biết sự tình ra làm sao nữa. Diễn tiến xảy ra quá đột ngột, chuyện biên hẳn cục diện. Lão ngây người để mặc cho con gái lôi kéo lão tạt sang một bên, nhường cho Độc Cô Thanh Tùng đối diện với Kim Bài Lăng Quân Du Văn Tuấn. Độc Cô Thanh Tùng nhìn hắn rồi mỉm một nụ cười nhẹ nói:
Thiếu trang chủ Bạch Mã Trang, đã lâu lắm rồi mình lại gặp nhau ha. Dương Văn Tuấn trông thấy bọn đại hán lùi xa, bỏ mặc cho hắn cô lập tại cục trường. Dù sao hắn cũng không khó để nao núng. Hắn đứng tại chỗ không nói năng gì cả, há mồm trợn mắt, không rõ hắn quá sợ hay là quá tức. Mãi một lúc lâu hắn mới trầm giọng buông từng tiếng nói: Độc Cô Thanh Tùng, còn ai vong ân bội nghĩa hơn ngươi nữa? Đã có cái tâm cầm thú còn dám nhìn mặt ta sao? Độc Cô Thanh Tùng cười giòn nói: Thiếu trang chủ, bảo ta có tâm cầm thú, trong hai chúng ta ai mới đáng bị mắng cầm thú đây? Du Văn Tuấn hừ một tiếng rồi nói: Độc Cô Thanh Tùng, ai sợ ngươi là quyết ảnh tử, chứ ta xem ngươi rất thường. Ngươi là một tên súc sanh không hơn không kém. Hắn đã mắng chàng là súc vật lần thứ hai. Độc Cô Thanh Tùng bắt đầu sôi giận: Du Văn Tuấn, già già của ngươi đã chết vì tay của Vạn Cực Đế Quân. Ngươi không nghĩ đến mối thù quyết hải, ngươi lại còn cúi đầu chịu lệnh của kẻ thù. Cái tâm địa con người của ngươi có còn là tâm địa của một con người nữa hay không? Trong hai chúng ta ai là cầm thú đây? Du Văn Tuấn thẹn đỏ mặt thét lên một tiếng: Người cầm miệng lại! Độc Cô Thanh Tùng buông tiếp: Súc sinh! Du Văn Tuấn tắt ngẹn lời, trơ trẽn quá. Nhìn thần sắc của Du Văn Tuấn, Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ: Xem ra hắn cũng còn phần nào lương tri, chưa đến đổi hết hẳn nhân tâm. Mình hãy cố gắng điểm hóa cho hắn, biết đâu hắn chẳng hồi đầu hướng thiện. Có chủ trương như vậy rồi, chàng tạm xếp chuyện đối phó với hắn qua một bên, phi thần đến bọn đại hán điểm quyệt bọn chúng cho mê man như chết đi. Đoạn quay lại Du Văn Tuấn, chàng cất giọng hết sức là thành khẩn thiết tha nói: Du huynh, cái việc cải trang làm tên hành khất triêu cợt huynh đệ của Du huynh ngoài thành huyện Du Sơn, nghĩ ra ta cũng quá đáng một chút. Song Du huynh nghĩ lại mà xem, tại Bạch Mã Sơn Trang, huynh đệ của Du huynh đã lăng nhục ta đến mức độ nào? Lúc đó công lực của ta cũng khá rồi đó. Nếu ta phản ứng lại thì sao? Ta nghĩ trang chủ đối với ta quá tốt. Phần thì tử kỳ thúc thúc, ta luôn luôn căn dặn phải kính trọng trang chủ, nên ta cố hết sức nhịn huynh đệ của Du huynh. Nếu bất hòa thì trang chủ sẽ rất buồn lòng. Du huynh thấy đó, từ lúc nào cũng như lúc nào, huynh đệ của Du huynh chưa thể là đối thủ của ta, thì tại sao mình cứ gây khổ cho nhau mãi chứ? Du Văn Tuấn nhìn xuống nền. Độc Cô Thanh Tùng vẫn ôn tồn tiếp nói: Tại Vạn Cực Cung, Công Tôn thúc thúc, Du thúc thúc bỏ mình vì bàn tay độc ác của Vạn Cực Thiên Tôn. Lúc đó ai cũng bận tự lo bảo vệ lấy mình, thành ra không tiếp cứu lẫn nhau được, chứ có ai nỡ khoanh tay nhìn đồng đạo tử nạn. Sao mà Du huynh có ý hận phiền? Sau khi rời Vạn Cực Cung, ai ai cũng bận tâm tìm cách đối phó với Quyết Ma Bang, chưa kịp tính giận thi hài của hai vị thúc thúc về Hồng Trạch Hồ. Huynh đệ Du huynh cùng Công Tôn Bội Lâm Thư Thư lại hiểu lầm, rủ áo bỏ đi, làm cho tất cả mọi người đều chán ngán. Dù ta có lỗi với huynh đệ Du huynh đi thế nào chăng nữa, tại sao không tìm ta trách cứ, lại đi đầu phục Quyết Ma Bang, nương nhờ thế lực toàn đối đầu với ta, với quần hùng, dơi chánh nghĩa võ lâm như vậy? Huynh đệ của Du huynh làm như vậy, hai vị thúc thúc sẽ buồn tủi oan hồn như thế nào? Du huynh hãy nghĩ lại đi. Du Văn Tuấn trầm đầu xuống thấp hơn, lệ thảm đã rơi thành hạt. Bỗng nhiên hắn ngẩng mặt cao giọng thốt: Đúng, đúng, ta công nhận huynh đệ của ta đã sai quấy. Rồi hắn khóc thật to. Độc Cô Thanh Tùng an ủi: Du huynh đã biết ăn năn nên hướng thiện hồi đầu, ta tưởng cũng chưa muộn. Du Văn Tuấn lắc đầu rít lên: Không, không, muộn lắm rồi, muộn rồi. Vạn Cực Đế Quân đã điểm vào tiệt quyệt của huynh đệ ta. Mỗi người 10 ngày là phải uống vào một viên thuốc, không thì phải chết. Ta còn làm sao được nữa chứ? Độc Cô Thanh Tùng thở dài nói: Ta biết rõ, lão ma đầu đo đã không trọn lòng tin tưởng ở huynh đệ của Du huynh. Không tin huynh mà còn dùng, tự nhiên là lão phải có cách chế phục. Nếu một ngày nào đó lão biết huynh đệ của huynh phản bội, lão sẽ trừ diệt ngay. Lão có thừa thủ đoạn, cần gì lão phải ra tay hạ sát? Du Văn Tuấn thiểu não vô cùng nói: Ta biết chứ,
Có khi nào lão buông lỏng huynh đệ của ta, bây giờ ta phải làm sao đây? Ta vô phương rồi, ta rối trí lắm. Độc Cô Thanh Tùng trầm một chút rồi nói, trước hết vô huynh thuyết phục lệnh đệ đi. Vô Văn Tuấn gật đầu, nó không có dám cãi ta đâu. Độc Cô Thanh Tùng hỏi gặn, vô huynh dám tin chắc không? Vô Văn Tuấn kinh dị, không hiểu tại sao Độc Cô Thanh Tùng lại hỏi như thế. Hắn quả quyết, nếu nó không nghe lời ta, ta sẽ giết nó. Hắn rít lên, bây giờ ta đã minh bạch lắm rồi, ta sẽ báo thù, ta nhất định phải báo thù. Ta thấy tủi thẹn cho ta quá đi. Độc Cô Thanh Tùng mừng thầm, chàng dai sang nhìn cha con của Càn Khôn Kiếm Khách Ôn Hoằng Khai, từ từ bước tới vòng tay giái. Ôn tiền bối, giảng sinh có điều muốn trình với tiền bối, chẳng hay tiền bối có thể thuận tiện cho giảng bối hay không? Ôn Hoằng Khai vội đáp lại, thiếu hiệp là ân nhân của lão phù, có việc gì xin cứ nói thẳng ra, hà tất phải rào trước đón sau như vậy. Nếu xem ra không có trên sức của mình thì lão phu không lẽ nào từ chối hay sao? Độc Cô Thanh Tùng cảm kích vô cùng nói, xin tiền bối đừng nói đến ân nghĩa, làm cho giảng sinh hổ thẹn lắm. Chẳng qua ngẫu nhiên mà giúp phần nào, có công lao khó nhọc gì đến đổi tiền bối phải bận tâm. Chàng chỉ tay về phía Du Văn Tuấn rồi nói tiếp, vị này là đại công tử của Thương Minh Khách Du Tuấn Hùng, một nhân vật trong Lục Kỳ. Mấy mươi năm trước vì lâm nạn nhất thời mà phải kẹt trong Huyết Ma Bang. Bây giờ đại công tử đã ăn năn hối lỗi rồi, song khổ nổi vì bị lão ác ma điểm vào tiệt quyệt. Thủ pháp của lão vô cùng tàn độc, không ai có thể giải nổi. Hiện tại muốn cứu đại công tử chỉ còn có một cách là mượn tạm. Du Văn Tuấn đột nhiên chạy tới nói, Thanh Tùng đệ, không được đâu. Hiền đệ định mượn Càn Khôn song kiếm của lão tiền bối cho Ngô huynh mang về phục lệnh với Càn Khôn đế quân. Kiếm báo là vật tùy thân của lão hào kiệt anh hùng, đừng hỏi như thế làm cho lão tiền bối khó nghĩ. Ôn Hoằng Khai tưởng đâu Độc Cô Thanh Tùng sẽ nhờ lão việc gì, không ngờ hỏi trắng trợn như vậy làm cho lão bàng hoàng sửng sốt một lúc. Lão suy nghĩ thế nào không rõ, đột nhiên bật cười ha hả. Thiếu hiệp có cái ơn trọng với lão phù, lý ra lão. Độc Cô Thanh Tùng nghe Du Văn Tuấn nói như thế chợt tỉnh ngộ, biết là mình đã lỡ lời, mặt có sắc thẹn, chàng vội vã giọng tay tạ lỗi nói, giảng sinh kém suy nghĩ, lỡ lời mong tiền bối thứ cho. Du Văn Tuấn lại cao giọng tiếp nói, Du Văn Tuấn này nhất thời ngu muội phụ quả theo bọn ma đầu, giờ có hối ngộ cũng gần như muộn. Mình lỡ lầm, mình gánh chịu, quyết chẳng khi nào để lão tiền bối chịu thiệt đâu, xin cáo từ. Hắn thốt xong quay mình nhảy giọt đến bọn đại hán, dùng tài đánh ra tám chưởng, nhanh và mạnh vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng toan cứu mạng tên đại hán mà chàng đã gặp ở Lữ Quán, nhưng không còn kịp nữa. Tự nhiên tám tên đại hán phải chết gấp, chết mà không hay biết mình đã chết bởi chúng còn hôn mê trầm trầm, vì chàng đã điểm quyệt chúng trước đó. Du Văn Tuấn quay lại vái Độc Cô Thanh Tùng và nói, Thanh Tùng đệ, nhiệm vụ của hiền đệ rất nặng, hãy cố bảo trọng nha. Tông Tông lão bá, Ngô huynh đều an táng tại bờ hồ Hồng Trạch. Nếu huynh đệ của Ngô huynh có gặp điều gì bất trắc, xin hiền đệ hãy thay mặt bọn ta xuân thu tảo mộ hai lần nha. Gửi gắm lại hiền đệ mấy lời chân thiết, mong hiền đệ lưu ý cho, Ngô huynh đi đây. Hắn dậm chân nhảy giọt qua bên ngoài đại sảnh phóng mình đi luôn. Độc Cô Thanh Tùng còn sững sờ trước sự quyết liệt của hắn. Chàng đứng lặng một lúc, không nhớ đến là phải chặn hắn lại để còn dặn dò. Khi chàng bừng tỉnh thì hắn đã đi mất rồi. Chàng suy nghĩ, nếu lưu hắn lại, mình cũng không có cách nào giải quyết tuyệt mạch cho hắn. Không giải được thì hắn cũng chết. Thà để hắn trở về để hắn làm gì làm cho hả dạ của hắn. Giả lại đệ của hắn còn ở trong tay của Vạn Cực đế quân. Nếu hắn ở lại với mình, Vạn Cực đế quân sẽ cho là hắn phản bội rồi gia hại em của hắn. Chàng nhìn theo hướng của Du Văn Tuấn chạy đi, lòng bùi ngùi, nhớ đến ngày nào còn nương náo trong Bạch Mã Trang.
Chàng lại nhìn tám cái xác chết nằm lợp ở dưới tòa đại sảnh. Bỗng tâm tư nảy sinh một ý niệm. Chàng hướng sang Càn Khôn kiếm khách Ôn Hoàng Khai đề nghị nói: sự việc ngày nay chuyển biến đột ngột như thế này, thế nào bọn Quyết Ma Bang cũng quy tội nặng cho tiền bối. Chúng sẽ dở thủ đoạn tàn độc để báo thù. Chỉ bằng tiền bối nên lánh mặt một thời gian, chờ đến chúng đến hồi mạt giận, tiền bối hãy trở về đây. Ôn Hoàng Khai gật đầu nói: lão phù cũng nghĩ đến điều đó. Ôn Tú Cầm lên tiếng nói tiếp: Ôn Gia Trang không bao giờ quên đại đức của thiếu hiệp. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ: cô nương bận tâm làm gì với chuyện nhỏ mọn như thế. Ôn Tú Cầm toan nói gì, nhưng ngoài cổng trang gian tiếng ngựa hí rền vang, làm cho cả ba sửng sốt. Độc Cô Thanh Tùng cau mày thầm nghĩ: Tuyết Ca lại gặp chuyện gì nữa đây? Long Mã lại hí tiếp hí mãi. Tiếng hí của nó càng lúc càng dữ dội, như phẫn nộ như bi ai. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi vội vòng tay chào cha con Ôn Hoàng Khai và nói: Long Mã báo động giảng sinh phải đi liền, tiền bối và cô nương cẩn trọng. Chàng không đợi cho họ đón một lời nào, thân vừa nhúng xuống thì thân hình đã giọt đi hơn 20 trượng rồi. Ông Tú Cầm vội nói với theo: công việc xong rồi, thiếu hiệp nhớ trở lại đây nha. Độc Cô Thanh Tùng không đáp, phi thân đi luôn. Chàng nhắm hướng Long Mã phát ra tiếng hí, giở thuật quỷ ảnh vô hình lướt đi như gió. Long Mã hí lên gấp rút bi ai hơn, phẫn nộ hơn, chừng như nó đang tranh đấu với tay nào đó toàn hãm hại nó. Chợt Long Mã kêu lên vô cùng bi thảm. Độc Cô Thanh Tùng nghe nhói ở tim, như có muôn ngàn mũi nhọn đâm vào. Chàng vận dụng công lực hú lên một tiếng dài rồi truyền công lực đó đi xa. Tặc tử ở nơi nào dám hại Long Mã của ta? Trong thoáng mắt chàng đã đến nơi. Trông thấy lão già râu trắng tóc trắng đánh ngã con Long Mã, nó mửa máu mồm, đôi mắt trợn tròn, hơi thở còn như đường tơ. Độc Cô Thanh Tùng sôi giận cực độ quát lớn: chết này! Đôi chưởng vút ra, gió chưởng vút đi ầm ầm như sấm động, đồng thời lao vút tới, tà áo màu tro vẽ thành một vệt mờ. Người già chưởng cùng chụp xuống hai lão già. Một trong hai lão cất tiếng gọi: Tôn bất tử, hãy giao thủ với hắn đi, để xem công lực của hắn như thế nào. Chưởng phong của Độc Cô Thanh Tùng đã đến nơi rồi. Chàng phẫn uất cùng cực, tự nhiên chàng phát ra toàn lực một chiêu công chí mạng. Lão già đứng bên tả khẽ nhíu mày, phất cánh tay áo, nghe rẹt một tiếng bùng, tiếng chạm vang cả một vùng trời đất, như núi lở như biển tràn. Độc Cô Thanh Tùng như một quả cầu được tung đi, bắn vào tường vội trở về nguyên vị. Còn lão già giao thủ chập chờn lùi hơn 5 bước. Lão già giao thủ với chàng ngưng thần trố mắt nhìn chàng một lượt rồi gọi đồng đạo: Đường bất tử ơi, quả nhiên là lợi hại thật đó nha. Lão lắc đầu rồi nói tiếp: ta thực sự không thể tin được, một kẻ mới ngần tuổi này mà công lực tu vi lại vô cùng thâm hậu như vậy. Công lực đó ngàn giới tài đã luyện 100 năm trở lên đó. Quý thính giả thân mến, Ngũ Tuyệt Ma Dương phần 68, tác giả Thượng Quan Đỉnh đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 69 tiếp theo trong chương trình kỳ sau. Xin tạm biệt.